Xin chào cô bác anh chị em. Có nhiều anh chị em thắc mắc hỏi tôi rằng có nắm được thông tin gì mới về Pi hay không? Có vẻ như mọi người thực sự cũng rất là nóng lòng để biết thêm thông tin về Pi Network trong thời gian vừa qua. Nhất là ngày 28 tháng 6 đã đến rất gần rồi, nhưng các cái động thái của Pi Core Team cũng chưa có gì mới. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận xem Pi Core Team đang tập trung vào việc gì và liệu ngày 28 tháng 6 này có thể thực hiện được những cái nội dung công việc, những cái kế hoạch mà Pi Core Team đã dự báo hay không. Trước hết, nói về vấn đề tốc độ KYC ở các tài khoản cá nhân, thì chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua, việc KYC có vẻ như đã khá ổn định, tức là cái ứng dụng này chạy nó đã khá mượt, khá ổn định và tiến hành KYC rất là dễ dàng rồi. Tuy nhiên sau những lần dừng để sửa lỗi này, rồi các yêu cầu về KYC khi sửa lỗi xong, chúng ta thấy rằng nó không có thay đổi gì nhiều. Chứng tỏ việc KYC hoàn toàn có thể diễn ra ở phạm vi rộng, cái ứng dụng KYC đã được hoàn thiện rồi. Vậy thì tại sao đến giờ này mà chúng ta vẫn chưa thể nhận được cái tính năng KYC diện rộng được tích hợp sẵn ở trong cái API của chúng ta như mọi người vẫn đang kỳ vọng? Về góc nhìn của cá nhân tôi thì tôi cho rằng việc này liên quan đến kỹ thuật của cái ứng dụng KYC chỉ là một phần thôi. Chủ yếu liên quan đến cái pháp lý của các quốc gia khi mà tiến hành cho KYC đại trà. Tức là sau khi thử nghiệm ở một số lượng nhất định nào đó, Pi Core Team rất cần sự danh chính ngôn thuận. Nếu như được phép thực hiện các hoạt động thu thập thông tin người dùng của dự án Pi một cách hợp tình, hợp lý và hợp pháp, thì đó chính là cánh cửa để mở ra cho tương lai. Thực sự đây là một yếu tố rất là quan trọng, bởi vì nó giống như là cái sự xác nhận, một cái sự thừa nhận của các quốc gia cho Pi Core Team hoạt động. Ít nhất thì cũng giống như hoạt động một cách danh chính ngôn thuận giống như Facebook ở các quốc gia vậy. Cho nên khi thấy cái việc KYC chưa được nhiều ấy, thì tôi cho rằng là mọi người hãy kiên trì và chờ đợi thôi. Mọi thứ mà Pi đang làm ấy, cần sự chuẩn mực. Họ không làm theo kiểu là ẩn mình vụng trộm đâu. Thế cho nên đầu có xuôi thì đuôi mới lọt được. Đó là cái vấn đề thứ nhất về KYC thì tôi muốn chia sẻ như vậy để anh chị em yên tâm. Ngoài ra cái việc chậm trễ KYC ấy, còn có thể do một nguyên nhân cực kỳ quan trọng mà có thể nhiều người không nhìn ra đâu. Cái việc KYC nó rất là quan trọng đối với chúng ta để thừa nhận rằng là tài khoản chúng ta đủ điều kiện. Thế nhưng đối với Pi Core Team tôi cho rằng là có những cái việc còn quan trọng hơn như vậy. Và nếu như cái việc quan trọng của Pi Core Team mà không hoàn thành ấy, thì cái việc quan trọng của chúng ta có hoàn thành cũng không có ý nghĩa gì cả. Hiện nay ấy, chúng ta thấy rằng Pi Core Team đang chịu sức ép rất lớn từ phía cộng đồng do cái việc chậm trễ tiến độ KYC và Mainnet như đã dự kiến ban đầu. Mặc dù biết rằng không ít Pioneer đang mất dần niềm tin vào Pi khi họ không hiểu được mục tiêu tối thượng của dự án này và họ đã mất kiên nhẫn. Có rất nhiều người uy tín trong cộng đồng đã yêu cầu Pi Core Team giải trình sự chậm trễ này này. Thậm chí chỉ cần một lời giải thích thôi, còn chậm lại bao nhiêu cũng được, nhưng mà Pi Core Team vẫn im lặng. Có lẽ họ im lặng vì họ biết rằng là sự kỳ vọng khi mà đã không đạt được đấy thì mọi lời giải thích nó đều vô nghĩa. Và họ chọn im lặng để làm việc. Họ biết họ đang làm gì và cần phải làm gì tiếp theo. Và trong thời gian qua việc KYC cũng không diễn ra đúng như dự kiến. Cái thời gian mainnet thì đến rất gần mà chưa có động thái gì đáng kể như vậy đấy. Nếu như chúng ta nhìn vào các ứng dụng của Pi thì tất cả vẫn vô cùng đơn giản. Thực sự nó chưa thể làm được gì cả với những ứng dụng này. Vậy thì Pi Core Team đã và đang làm gì trong cái thời gian gần đây? Thì theo góc nhìn của cá nhân tôi, Pi đang chuẩn bị một môi trường cho hệ sinh thái. Chúng ta hãy khoan bàn về hệ sinh thái trong cái video này. Cũng khoan hãy bàn đến việc KYC hay là việc nào khác ở trong cái video này. Bởi nếu như không có môi trường cho hệ sinh thái vận hành ấy, thì mọi thứ dù có hoàn thành tốt đến đâu thì cũng trở nên vô nghĩa. Thực sự tôi thấy Pi đang tự chọn cho mình một công việc vô cùng khó. Có thể nói đó là một cái việc vô tiền khoáng hậu về độ khó của một dự án công nghệ từ trước đến nay mà chưa ai dám làm. Họ đang rất là nỗ lực xây dựng mạng blockchain theo cách của riêng họ và nhằm phục vụ được tầm nhìn của dự án Pi thì mạng blockchain này phải đủ sức gồng gánh trong mọi tình huống, cả ở hiện tại và cả trong tương lai. Thời gian qua chúng ta thấy rằng cộng đồng rất xôn xao câu chuyện thị trường Trung Quốc đồng thuận giá Pi rất cao. Kéo theo đó là nhiều thị trường khác cũng đồng thuận theo mức giá đó. Và đã có cả cuộc họp của nhiều nước bàn về việc đồng thuận thống nhất giá Pi. Và họ cũng thống nhất cho Trung Quốc dẫn dắt thị trường. Cuộc họp này đã diễn ra trên Twitter rồi phải không ạ?
Tất nhiên tất cả các pioneer chúng ta thì đều muốn Pi xác lập giá trị cao càng tốt. Nhưng thưa quý vị, không phải là cứ muốn cao là có thể cao ngay được. Mặc dù nó có thể xác lập giá trị cao, nhưng nó vẫn phải có điều kiện, chứ không phải cứ chỉ mỗi pioneer đã nói mà được đâu. Cái này tôi đã phân tích ở cái video hình cái quá trình hình thành giá trị của Pi rồi. Nay nhắc lại một chút thôi. Muốn Pi có giá trị cao ấy, thì hệ sinh thái phải đủ sức gánh, tức là cái tiềm lực hàng hóa, giá trị hàng hóa trong hệ sinh thái của Pi phải đủ sức tạo ra cái giá trị tương ứng với cái giá trị mà Pi mong muốn xác lập. Về cái chủ đề này thì kênh sẽ có một video phân tích riêng về mối liên hệ giữa sức mạnh của hệ sinh thái và giá trị của Pi. Để Pi có giá trị như chúng ta mong muốn, mọi thứ nó phải có sự logic và liên kết chặt chẽ với nhau. Khi Pi định vị sẽ trở thành phương tiện thanh toán, muốn có giá trị cao thì tự bản thân Pi phải thể hiện mình là một phương tiện thanh toán ưu việt. Khi Pi trở thành phương tiện thanh toán ưu việt, sẽ có nhiều người muốn sử dụng. Khi có nhiều người muốn sử dụng rồi thì sẽ phải có hệ sinh thái để cho cái phương tiện đó nó vận hành. Vậy muốn có hệ sinh thái để vận hành và thoát khỏi những cái mô hình kinh tế cũ đang bị thâu tóm thì phải có một môi trường tốt. Đó là nền tảng mạng Pi tập trung, đủ lớn, đủ sức gánh cho những mục tiêu tầm nhìn mà Pi đã đặt ra trong sách trắng của mình. Để đáp ứng được các điều kiện đó thì mạng blockchain của Pi phải đủ lớn chứ. Và chúng ta nhìn lại xem đến thời điểm này đã có hơn 74.000 cái nốt mạng và nó vẫn đang tăng dần. Nếu như chúng ta lấy cái mạng blockchain của Bitcoin hoặc ETH ra để làm đối chứng ấy, thì Pi đã vượt qua những ông lớn này từ rất là lâu rồi. Nhưng nếu như chúng ta lấy mục tiêu tầm nhìn của Pi để làm cơ sở thì thưa với quý vị rằng cái số lượng này thì còn quá nhỏ bé. Để đáp ứng được hết mục tiêu tầm nhìn của Pi, có lẽ cái số nốt mạng trong mạng blockchain của Pi ấy, phải là hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu nốt. Tức là khi đó nốt phải là một ngành công nghiệp và dịch vụ, như tôi đã chia sẻ ở cái video là Pi sẽ tạo ra một nền công nghiệp dịch vụ mới, thì lúc này Pi mới có thể đáp ứng được một cách hoàn thiện. Và thưa với quý vị, cái con số hàng triệu nốt thì chưa thể có ngay được trong cái giai đoạn này. Nhưng chúng ta cứ hình dung thế này, khi mainnet mở, cộng đồng sẽ tăng lên hàng trăm triệu người. Mọi người có thể dùng Pi để mua máy tính chạy nốt, thì khi đó số lượng nốt sẽ tăng rất nhanh và tăng nhanh khủng khiếp. Việc có thêm vài triệu hay vài chục triệu nốt lúc này nó là điều không hề khó nữa rồi. Thì thưa với quý vị, đây là một cái thách thức rất lớn đặt ra với Pico Team. Khi số lượng nốt tăng như vậy, việc vận hành nó sẽ gặp những vấn đề vô cùng phức tạp mà không thể lường trước hết được. Nếu như hàng trăm ngàn máy tính hoặc hàng triệu máy tính, thậm chí hàng chục triệu máy tính đó mà đặt ở một nơi do Pico Team tự mình thiết lập và kiểm soát thì nó có thể sẽ rất là dễ dàng. Có khi huy động nguồn lực chỉ làm trong vòng một tháng, thiết lập một tháng, hai tháng là xong. Nhưng thưa với quý vị, với hàng triệu máy tính đó được giải rác ở khắp nơi trên cả hành tinh, trên hơn 200 quốc gia, do hàng triệu con người có trình độ nhận thức, có văn hóa, thói quen khác nhau để quản lý vận hành, thì không thể có sự đồng nhất cả về mặt cấu hình, các thông số thiết lập trên máy, rồi khả năng xử lý lỗi và rất là nhiều tình huống có thể phát sinh khác, sẽ cực kỳ khó. Thưa quý vị, là trong cái yếu tố yêu cầu của mạng blockchain ấy, tức là trong đó là cái hàng triệu cái máy tính đó thì nó lại đòi hỏi phải có sự đồng bộ. Nó không giống các máy tính hiện nay kết nối internet để truy cập theo nhu cầu cá nhân của chúng ta. Các máy tính cá nhân hiện nay trục trặc không ảnh hưởng đến hệ thống, bởi vì cái hệ thống đó vẫn đang được lưu trữ tập trung trên máy chủ. Cho nên những cái người mà sử dụng chúng ta đang sử dụng internet, máy tính để truy cập internet vào mạng, truy cập website nọ, website kia, vào mạng xã hội này, mạng xã hội khác, vào ứng dụng này, ứng dụng kia, chúng ta có trục trặc thì nó không hề ấn gì. Nhưng các máy tính đóng vai trò là các nốt mạng trong mạng blockchain của Pi mà trục trặc ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến tính đồng bộ của cả hệ thống. Nó rất là quan trọng. Ngoài ra, cái việc phân bổ, bố trí, phân tán này, nó còn phụ thuộc vào yếu tố đường truyền của các nhà mạng, các nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông, mạng internet, rồi phụ thuộc vào nguồn điện của nơi đặt máy. Thực sự thưa với quý vị, là những người mà không hiểu rõ về công nghệ thì sẽ rất là khó hình dung được những khó khăn này của Pico Team. Nhưng mà để cho dễ hiểu thì chúng ta có thể hình dung thế này này. Khi chúng ta hướng dẫn mọi người gấp một chiếc tàu bay giấy thôi, nếu như chúng ta tập trung họ ở một chỗ, chúng ta có thể cấp cho họ cùng một loại giấy, hướng dẫn họ cùng một cách làm, thì chỉ một lúc là chúng ta tạo ra rất là nhiều tàu bay giấy.
có chất lượng giống y như nhau. Nhưng nếu như chúng ta phải hướng dẫn cho rất nhiều người đang sinh sống ở nhiều quốc gia khác nhau với nhiều ngôn ngữ, thói quen, kỹ năng khác nhau, thì chúng ta sẽ rất khó hướng dẫn họ gấp được các tờ bay giấy giống như chúng ta muốn. Bởi vì người thì lấy giấy ở tờ lịch, người thì lấy ở quyển sách viết, người thì lấy bìa cắt tông, nói chung là mỗi người tận dụng cái mình đang có, thì họ không thể gặp được cái theo cái chúng ta muốn. Bởi vì chúng ta đưa ra tiêu chuẩn của chúng ta, nhưng mà bản thân họ không có. Cũng giống như Picotim đưa ra tiêu chuẩn về máy tính, nhưng chỉ đưa ra được cái cấu hình tối thiểu thôi, còn biên độ lớn nhỏ khác nhau. Yếu tố đó nó cũng đã tạo ra sự khác biệt rồi, nó không đồng nhất rồi. Thế cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc gấp tàu bay giấy mà giải rác ở trên các quốc gia còn khó như vậy, huống chi là chúng ta thấy rằng Picotim đang triển khai một mạng blockchain, một nền tảng kỹ thuật ở khắp các quốc gia như vậy. Nó khó lắm, thực sự nó rất là khó. Nếu như các chiến lược triển khai, các cơ chế chính sách của Pi, các phần mềm ứng dụng trên điện thoại để các pioneer chúng ta đang tương tác hiện nay này, thì họ có thể chuẩn bị trước cách đây vài năm, họ có thể hoàn thiện thật là chỉnh chu, thật là chuẩn chỉnh trước khi đưa vào vận hành, thì mạng blockchain của Pi không làm được việc này. Mạng blockchain được xây dựng dựa trên sự tham gia cống hiến của cả cộng đồng, tức là ở cái cộng đồng 35 triệu hiện nay này, họ phải có được cộng đồng trước, từ đó mới tìm ra được những người hiểu Pi, tin Pi và tham gia chạy nốt. Cái việc này tôi đã phân tích ở video mục tiêu chính của Pi trong hơn 3 năm qua là gì. Tôi đã phân tích rồi, quý vị chắc hẳn đã xem thì sẽ hiểu rõ việc này. Như vậy chúng ta thấy rằng cái mạng blockchain của Pi chỉ được triển khai khi có sự tham gia của cộng đồng, và nó liên tục được mở rộng cho đến ngày hôm nay, và nó sẽ còn tiếp tục mở rộng hơn nữa trong tương lai. Nó không thể hoàn thiện trong một sớm một chiều ngay được. Nếu thực sự muốn Pi mang lại cho chúng ta một sự thay đổi, tạo ra một xã hội công bằng hơn, mang lại cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì chúng ta hãy hiểu rõ những khó khăn mà Picotim đang đối diện, để chúng ta được cùng đồng hành với họ, ủng hộ họ, để cho đến ngày Pi thành công. Qua việc phân tích như vậy ấy, thì chúng ta trở lại câu hỏi ở đầu video, liệu 28 tháng 6 này Pi có thể khởi chạy được không? Thực sự đây là câu hỏi rất là khó. Tôi khẳng định với quý vị rằng ngay cả Picotim cũng không trả lời được. Bởi vì quý vị biết rằng là tôi đã phân tích rồi, cái yếu tố cộng đồng là yếu tố khó giải quyết nhất. Bản thân chúng ta là những người được trao quyền rất là nhiều. Picotim đã trao quyền xây dựng mạng blockchain của mạng Pi cho cộng đồng. Tất cả mọi người đều tham gia vào đó. Cho nên thực sự nó rất là khó để có thể xác lập và cam kết chắc chắn được. Nếu như có thể thực hiện, chắc chắn chỉ có thể thực hiện ở một quy mô nhỏ, tức là thực hiện cái việc mainnet và thực hiện giao dịch đấy. Sau đó Picotim sẽ tiếp tục test cái hoạt động vận hành các giao dịch trên mạng blockchain của Pi. Họ có thể là trong quá trình đó sẽ tạo ra những giao dịch thực tế có sự công bố của Picotim để có thể yên lòng cộng đồng. Tức là cùng lắm thì chỉ có thể dừng lại ở việc chứng minh tính khả thi và lợi ích có thể đạt được, chứ chưa thể chạy đại trà được. Bởi vì có rất nhiều thứ cần phải hoàn thiện, như chúng ta đã phân tích ở rất là nhiều video, chứ không phải riêng video này. Đó là những điều mà tôi nghĩ rằng là tất cả các pioneer chúng ta phải nhìn thấy điều này. Và chúng ta phải thực sự thấy được một cái mạng blockchain xây dựng như vậy nó lớn lắm, chúng ta không thể làm vội vàng được. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cộng đồng thì chúng ta sẽ thấy hiện nay có rất nhiều pioneer đã có những cái đòi hỏi, đã có những cái lời trách móc và thậm chí là dừng khai thác, thể hiện sự phản đối, bất tin tưởng, bất hợp tác. Thực sự đây là điều không nên. Chúng ta hãy nhìn lại lý do khi chúng ta bắt đầu. Nếu như lý do đó sai thì chúng ta có thể sửa lại. Có thể chúng ta không cần nhận sai với người khác, nhưng với chính mình thì dứt khoát phải biết sai và sửa sai. Nếu không thì chúng ta sẽ không tiến bộ được. Có thể ban đầu quý vị tham gia Pi vì một cái lý do rất là đơn giản thôi. Nhưng quá trình tìm hiểu về Pi, chúng ta đã hiểu rõ về Pi hơn rồi, thì tôi cho rằng là chúng ta hãy nhìn lại và đánh giá lại và tự mình định vị lại cái niềm tin của mình đối với Pi để đồng hành. Những pioneer đang thiếu niềm tin với Pi thì hãy cùng suy ngẫm lại, cùng nhau suy ngẫm lại xem sao. Chúng ta đừng đòi hỏi, cũng đừng than trách, bởi đó là những hành động càng làm cho Pi chậm tiến độ hơn. Pi chậm tiến độ hơn thì lại càng than trách và càng đòi hỏi, rồi có những hành động đi ngược lại thì lại sẽ càng làm cho Pi chậm hơn. Đó là hành động tự làm khó chính mình và cũng làm khó cho Pi. Thực sự điều đó không nên làm. Tôi tin rằng Picotim rất là hiểu,
trong mọi tình huống họ vẫn phải có một cái thế chủ động riêng của mình. Ai tin tưởng hãy đồng hành, ai không tin tưởng có thể rời bỏ. Sự rời bỏ của một số cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến Pi, nhưng không thể ngăn cản sự thành công của Pi. Pi chỉ thất bại khi tất cả cộng đồng rời bỏ Pi. Điều này cũng rất khó bởi những người đã hiểu Pi tin Pi, dù cho có kéo dài thêm 3 năm hay 5 năm, thậm chí lâu hơn nữa, họ vẫn tin tưởng đồng hành. Chỉ những người không tin Pi, không hiểu Pi mới không thể tiếp tục đồng hành thôi. Quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Nếu thực sự những người không tin tưởng, có thể sự rời bỏ của họ sẽ tốt hơn cho cái hệ thống mạng của Pi, mặc dù có thể khiến cho Pi chậm hơn một chút. Cho nên nếu thực sự mong muốn Pi thành công, thực sự mong muốn Pi có thể mang lại cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp hơn, tại sao chúng ta không dùng những hành động tốt đẹp để giúp Pi thành công mà lại dùng những hành động không tốt đối với Pi? Thứ duy nhất Pi cần ở cộng đồng là sự tin tưởng và một chút công sức nhỏ nhoi mà tất cả mọi người đều có thể có, trừ một số ít đang cống hiến cái nốt mạng cho Pi thì cần có thêm một chút nguồn lực, chỉ một chút rất nhỏ so với những gì Pi có thể mang lại khi mà Pi thành công. Vậy tại sao chúng ta không tin tưởng, cảm thông, chia sẻ cùng Pi có team mà lại phải đòi hỏi ở họ cái điều này điều kia? Chúng ta hãy đặt mình vào cương vị của họ thì chúng ta sẽ thấy bản thân chúng ta khi phải xử lý một khối lượng công việc khổng lồ như vậy, chắc chắn rằng chúng ta cũng không muốn nhận những lời trách móc. Chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân mình đi. Mỗi lần khi mà chúng ta có một cái lỗi gì đó trong công việc, sếp chỉ cần nhắc nhở là đã thấy khó chịu rồi. Đấy là ngay cả khi ta có lỗi mà bị nhắc nhở còn thấy khó chịu, đúng không ạ? Nếu như chúng ta làm được, có thành tựu mà thậm chí làm rất tốt nhưng vẫn bị chỉ trích thì chúng ta sẽ nghĩ sao? Đây là một điều mà tôi nghĩ rằng là bản thân chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy mà. Và chúng ta thấy rằng là việc chúng ta chỉ trích nó cũng không mang lại kết quả gì cả. Nó chỉ là cái sự bức xúc của chúng ta thôi, mà cái sự bức xúc đó nó không đáng có. Thì chúng ta hãy nhìn lại những gì Pi đã làm để thấy được sự nỗ lực của Pi có team. Hãy cùng cảm thông, chia sẻ và ghi nhận cùng họ, bởi họ là những người đang đứng mũi chịu sào cho chúng ta. Đó là những cái khó khăn, những cái điều mà Pi có team, không những khó khăn về công việc mà bây giờ bản thân Pi có team vẫn lại còn tiếp tục đang phải chịu cái áp lực từ phía cộng đồng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao Pi có team lại chọn cái giải pháp khó khăn này? Tại sao họ không chọn giải pháp nào đó đơn giản hơn? Tôi cho rằng cái giải pháp này là tối ưu rồi. Thế giới đã trải qua một giai đoạn lịch sử khá dài của các mô hình kinh tế tập trung. Nó bộc lộ ra nhiều cái nhược điểm mà khi tiến trình xã hội phát triển đến một mức nào đó nó không còn phù hợp nữa. Và Pi đang hướng đến cái tính phi tập trung, hướng đến xây dựng một nền kinh tế ngang hàng. Đó là một mô hình vì con người, hướng đến con người đúng như triết lý của Pi đã triển khai. Muốn thực hiện được cái tầm nhìn, cái mục tiêu mà Pi đã đề ra, lựa chọn phi tập trung là phương án tối ưu nhất. Nếu lựa chọn phi tập trung về mặt thiết bị thì Pi có team có thể hoàn thiện rất nhanh, nhưng đó chưa phải là giải pháp tối ưu, bởi nó chỉ phi tập trung về mặt thiết bị mà chưa phi tập trung về mặt con người ấy, thì nó vẫn có thể bị thâu tóm. Muốn chống được thâu tóm, ngoài việc phi tập trung về mặt thiết bị thì phải phi tập trung về mặt con người. Mặc dù hiện nay về mặt quản lý thì vẫn tập trung tại đầu mối của Pi có team, nhưng việc quản lý này ấy, nếu như không mang lại cái lợi ích cho cộng đồng rời bỏ thì mạng Pi sẽ chết, và Pi cũng như cái hệ sinh thái của Pi sẽ không có đất diễn. Cho nên đây là lý do vì sao Pi có team chọn công việc khó khăn này, trao quyền cho cộng đồng, trao lợi ích cho cộng đồng. Thì chúng ta thấy rằng đó là một mô hình rất là tốt rồi, một mô hình ưu việt rồi. Họ đã dám chọn khó khăn thì không lý do gì chúng ta không dám đồng hành cùng họ. Chúng ta đồng hành cùng họ thì chúng ta chỉ có kéo dài thời gian ra thôi, chứ còn chúng ta không có gì cả. Chúng ta không mất gì cả. Công sức của chúng ta thì cũng chừng đó, hàng ngày quý vị vẫn bật tia sét. Pi có team dù có chạy được ngay bây giờ hay không, có KIC cho quý vị ngay bây giờ hay không, thì hàng ngày quý vị vẫn chỉ có một việc duy nhất, đó là bật tia sét. Còn với một số anh em phải chạy nốt thì cũng sẽ có những cái khó khăn hơn một chút. Nhưng tôi cho rằng là những cái việc đó nó không hề lớn. Thực ra do cái kỳ vọng chúng ta quá lớn mà chúng ta lại cứ đòi hỏi như vậy thì tôi cho rằng là không cần thiết. Còn về việc giá Pi thì tôi sẽ bàn sau. Nhưng tôi tin rằng giá Pi cũng có thể đạt được rất là cao, nhưng chắc chắn nó phải có một cái cơ sở nào đó. Như vậy, mục tiêu của video này ấy là nhằm chia sẻ với những ai chưa có niềm tin về Pi. Hãy tự hỏi lại chính mình lý do vì sao mình bắt đầu với Pi. Nếu lý do bắt đầu chỉ đơn giản là mong muốn Pi có giá để bán đi kiếm vài đồng fiat, thì hãy suy nghĩ lại và định vị lại đúng với cái mục tiêu tầm nhìn của mình đối với Pi.
Nếu như vẫn không thể tin tưởng và đồng hành cùng Pi, hãy tạm dừng cuộc chơi. Và nếu như tạm dừng cuộc chơi thì tôi có lời khuyên như thế này. Bạn có thể xóa app khỏi điện thoại của mình, nhưng không nên xóa tài khoản. Bởi vì bạn có thể quên Pi bây giờ, nhưng sau này bạn sẽ phải quay lại trong tương lai nếu như bạn không muốn tụt hậu khi mà Pi thành công đó. Còn nếu như bạn xóa tài khoản thì sau này bạn sẽ hối hận, bởi vì số Pi có trong tài khoản của đa số pioneer đã đồng hành trong thời gian vừa qua thì sẽ cần hàng chục năm sau mới có thể khai thác được sau khi mainnet. Đấy, còn nếu như không thực sự không còn tin tưởng Pi thì hãy tặng tài khoản đó cho người khác. Tôi cho rằng đó là việc nên làm. Còn lại không nên, chúng ta không nên đi nói và bày tỏ sự bức xúc của mình ra cộng đồng để gây ảnh hưởng đến người khác. Tất nhiên nói là quyền của quý vị, nhưng nói cái điều tiêu cực, nó mang tiêu cực đến cho quý vị mà thôi. Thực sự, những ai hiểu rõ về cục diện thế giới trong những năm qua, sâu chuỗi lại các sự kiện, các hoạt động về kinh tế vĩ mô, các hoạt động về chính trị, về quân sự, về ngoại giao, rồi các cuộc biểu tình, các vấn đề về xã hội như các cuộc biểu tình ở Mỹ, ở châu Âu, liên quan đến các cái yếu tố về kinh tế, thì chúng ta mới thấu hiểu rõ được cái tầm nhìn mà dự án Pi đang mang đến. Nếu chưa có điều kiện tiếp cận thông tin, thứ duy nhất cần làm là hãy tin tưởng đồng hành cùng với Pi. Pi vẫn là một kế hoạch lớn, thành công hay thất bại chưa thể nói trước được điều gì. Nhưng nếu như tin tưởng, chúng ta chỉ có được, không có mất. Thực sự có rất nhiều điều không thể chia sẻ ngay lúc này. Chỉ mong rằng qua những video ở trên kênh EcoPi đã phân tích, ai đó sẽ cảm nhận được điều gì đó lớn lao đứng đằng sau Pi mà tin tưởng đồng hành. Đó là nhân duyên khó gặp, đó là cơ hội khó tìm. Chúng ta nên trân quý những gì chúng ta đã có. Và qua video này thì EcoPi cũng xin chia sẻ quan điểm của mình về việc phát triển cộng đồng Pi tại Việt Nam. Đối với các anh chị em Pioneer thì chúng tôi mong muốn quy tụ những người tin tưởng Pi cùng nhau chung tay xây dựng hệ sinh thái. Việc này chúng tôi không làm vội vàng, không chỉ đơn thuần là tạo ra việc trao đổi mua bán tự phát đâu. Chúng tôi muốn xây dựng một sân chơi công bằng cho tất cả mọi người. EcoPi muốn tạo ra một cái mô hình kinh tế ngang hàng đầu tiên tại Việt Nam. Việc này thì sẽ được đào tạo chia sẻ trong thời gian tới ở trong cộng đồng của EcoPi. Cái việc đào tạo về một cái mô hình kinh tế mới như vậy ấy, thì không thể chia sẻ trong một video được. Các video chúng tôi cũng sẽ chia sẻ, nhưng nó đã chỉ là mang tính chia sẻ thông tin thôi. Còn để làm được, để thực thi được nó thì cần phải có quá trình đào tạo. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai ấy, là cộng đồng EcoPi của chúng tôi thực hiện cái triết lý đúng như những cái điều mà Pi Co Team đã đề ra. Không thực hiện các hành vi khai thác cộng đồng. Bất kỳ một dự án nào ngoài Pi đều không được phép xuất hiện tại EcoPi. Và bất kỳ một hình thức nào lợi dụng cộng đồng để tư lợi thì đều được mời ra khỏi. Và tất cả các group mà chúng tôi tạo ra ấy, chỉ để phục vụ một mục tiêu duy nhất, đó là phát triển Pi, kiến tạo hệ sinh thái sau khi Pi đã chính thức đi vào vận hành. Đồng thời đó cũng là môi trường đào tạo để cho các pioneer phát triển tốt được cái tối đa cái sở trường của mình. Chúng tôi biết rằng hiện nay có rất nhiều pioneer vì cơm áo gạo tiền mà phải làm những việc mình không thích, không phải là sở trường của mình. Nhưng khi Pi thành công, tôi tin chắc rằng có nhiều người sẽ có thể tự do về tài chính. Lúc đó họ có cơ hội để thực hiện hóa ước mơ của mình. Đây là điều kiện tuyệt vời để kiến tạo ra một môi trường phù hợp cho các pioneer có thể phát huy tối đa cái tố chất, cái ưu điểm, cái sở trường của cá nhân mình. Để cho chúng tôi mong muốn là cái việc này sẽ kiến tạo được và sẽ có một cái môi trường đào tạo, quy tụ anh em để chúng ta cùng triển khai. Ngoài ra thì EcoPi cũng mong muốn giúp những người chưa biết đến Pi có cơ hội cài Pi và khai thác Pi. Việc này chúng tôi không hướng đến những người giỏi về công nghệ, chúng tôi cũng không hướng đến những các bạn trẻ nhanh nhạy trên các kênh thông tin, trên các mạng xã hội, bởi vì nếu như Pi thành công ấy thì những người trên mạng xã hội họ sẽ chia sẻ rất là nhanh. Cái điều chúng tôi hướng đến là những người nghèo, những người ít kiến thức, những người ít có cơ hội mở mang. Hướng đến những người công nhân đang dành phần lớn thời gian của mình trên các dây chuyền sản xuất, họ không có nhiều thông tin quan tâm đến những điều này. Đó là những điều mà rất mong muốn, rất cần thiết. Chứ còn những người nhanh nhạy, tôi cho rằng họ không khai thác Pi thì mai mốt họ kinh doanh, họ thực hiện các hoạt động thương mại thì họ cũng sẽ kiếm được rất là nhiều Pi. Nhưng đối với những người nghèo, những người gọi là yếu thế thì điều này là điều rất là cần thiết. Nếu như quý vị yêu thích và tin tưởng EcoPi thì xin mời hãy gia nhập cùng chúng tôi theo cái liên kết trong phần mô tả của video hoặc mã QR code và số điện thoại của admin trên màn hình. Nội dung video đến đây là kết thúc. Cuối cùng xin kính chúc cô bác anh chị em cộng đồng Pioneer luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn tin tưởng đồng hành cùng Pi đến ngày thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.